Tiếp tục với series về Java cơ bản, chúng ta sang cái bài là viết chương trình nhập từ bàn phím hai cạnh của hình chữ nhật, tính chu vi và diện tích. Như vậy phải tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Bài này. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Chu vi diện tích hình chữ nhật. Chu vi này, diện tích hình chữ nhật. Nào. Như vậy ở đây nó yêu cầu chúng ta là gì? Tính và suất. À không không. Tính chu vi, diện tích và cạnh nhỏ nhất của hình chữ nhật. Như vậy có 3 thứ. Cạnh nhỏ nhất của hình chữ nhật. Ok. Thế thì ở đây chúng ta sẽ vẫn cái bài vừa rồi thôi. Các bạn tạo cho mình một lớp nữa, file new này, chọn là Java class, okay. Ghi là lab 1 1 2, ok, lab 1 2 rồi. Thế thì để mà nó chắc chắn ấy, thì bạn có cái hàm main này vào. Có hàm main mới nào. Đầu tiên sẽ thực hiện là gì? Chu vi và diện tích thì nhập chu vi. À nhập, mà quên. Nhập chiều dài, nhập chiều rộng đúng không? Nhập chiều dài. Ta dùng gì? Gì nhỉ? Scanner. Đúng không? S bằng new scanner. Ghi là system.in. Để nhập chiều dài, ta ghi là system.out.print nhé. Chiều dài. Nhập chiều dài. Ok. Và ta có là chiều dài ta ghi kiểu là double float đi. Dài. Next float. Ok. Như vậy ta đã nhập được chiều dài, tương tự chiều rộng này, system.out.print nhập chiều rộng. Có float rộng bằng s.next float. Ok. Dài rộng nhỉ. Bây giờ ta có float chu vi nhà tính nào các bạn nhỉ? Bằng gì? Dài cũng rộng nhân 2 đúng không? Nhân 2. Ok. Diện tích là gì? Diện thì bằng gì? Dài nhân rộng đúng không? Đúng không? Còn cái nhỏ nhất thì ta có gì? Float min nhá, thì bằng gì đây? Mat. Các bạn nhớ là luôn luôn gõ căn chu dấu cách, gõ độ 1-2 chữ gõ căn chu dấu cách. Cái này kỹ thuật lập trình thì bạn biết rồi. Chấm này, min của dài và gì? Rộng. Các bạn ta in ra system.out.print printf đi. Ta có đây chu vi 2. Phần trăm gì? Phần trăm f đúng không? Nếu bạn muốn chấm thì chấm 1 f đi. Ok. Chấm phải diện tích chấm 1
1s, số thực mà đúng không? Chu vi diện tích. Rồi thì min là phần trăm chấm 1s. Ba tham số ta có chu vi diện tích này. Và min đúng không? Chạy thôi. Có dấu chấm phẩy nhé. Rồi, okay. Rồi. Nhập chiều dài. Ta có chiều dài là 5. Chiều rộng là 3. Chu vi 5 cộng 3 là 8, 8 x 16 diện tích. 5 x 3 là 15. Min là 3. Đúng rồi. Chuẩn rồi đúng không? Thì đây chính là nội dung mà chúng ta thực hiện là ta tính chu vi diện tích hình chữ nhật với giá 3, thậm chí đây là còn tính thêm cả min. Rồi, ok, đó là nội dung của bài